Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 10 năm áp dụng cho thấy mô hình nuôi một vụ lúa một vụ tôm ở vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân. Đặc biệt là trong vài năm gần đây, nông dân mạnh dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi xen canh tôm sú, tôm càng xanh và cua biển trong vụ tôm, giúp tăng lợi nhuận gấp rưỡi so với cách nuôi truyền thống trước đây. Áp dụng mô hình nuôi xen canh tôm sú, tôm càng xanh và cua biển trong vụ tôm trên diện tích 4 hectare từ năm 2020 đến nay, mỗi năm gia đình ông Phạm Văn Tâm ở xã Đông Hòa, huyện An Minh lợi nhuận hơn 400 triệu đồng. Không chỉ có ông Tâm mà hầu hết nông dân ở huyện An Minh áp dụng mô hình nuôi xen canh ba loài thủy sản trên trong vụ tôm chín vụ, kết hợp với cho ăn kèm thức ăn hoặc ốc, hến và sử dụng chế phẩm sinh học đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình nuôi trước đây. Ứng dụng mà hạ sinh học rồi nè, thấy xài con tôm thấy nó cũng có mồi nó ăn, với nó nước đồ nó đẹp, nó cũng nhanh lớn á. Với phần thả cái lượng nó hơi dày thì cũng có kết hợp với thức ăn công nghiệp, thấy mình kết hợp ba thứ này thấy cũng có hiệu quả lắm đó, kết quả lắm đó. Nuôi tôm sạch thì mình chỉ dùng là men vi sinh, rồi mình cho ăn cái lúc lớn lên đó mình cho ăn là cho con hến, còn tôm với cua là ăn ốc đinh luôn, hết luôn tổng diện tích luôn cả 3 hectare đó là chắc khoảng cỡ 300 triệu. Hiện nay là các cái giống này thải sen dưới cùng chung diện tích là nó rất là hiệu quả, là nó có đem lại cái lợi nhuận cao hơn trước cho bà con là rất là nhiều. Theo phía hợp tác xã đó thì tôi đề xuất các cơ quan chức năng rồi các ngành chuyên môn rồi là cũng làm sao như thế nào để rồi cho là như cái giá cả như cái tôm nó ổn định, có cái được cái bao tiêu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, mô hình sản xuất tôm lúa kết hợp với một số loại thủy sản là loại hình nuôi trồng có thế mạnh ở vùng U Minh Thượng của tỉnh, gồm các huyện An Minh, An Biên, U Minh Thượng. Các địa phương này còn đóng góp rất lớn vào sản lượng thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên, mô hình cũng gặp một số khó khăn do sự bất lợi của thời tiết, quy trình, kỹ thuật nuôi cũng như đầu ra sản phẩm. Huyện An Minh cũng đã được Bộ Nông nghiệp đầu tư cái trung tâm logistics xây dựng cái vùng tôm lúa đạt chứng nhận quốc tế, và hiện nay thì cũng đã từng bước sản xuất theo lúa đạt chứng nhận hữu cơ, và tôm thì cũng đã liên kết với tập đoàn Minh Phú để sản xuất tôm đạt các chứng nhận quốc tế. Thường gặp trên nuôi trồng thủy sản nói chung và cái biện pháp là khắc phục, đồng thời cũng thông báo với bà con nông dân về cái xét nghiệm miễn phí khi mà có bà con chọn con giống để đạt cái chất lượng. Khuyến cáo bà con nông dân kết hợp với các doanh nghiệp mà chúng ta để làm sao đạt được cái chứng nhận, cái vùng tôm lúa đạt cái chứng nhận hữu cơ, những cái tiêu chí là Việt Gáp, Lô Ba Gáp, hữu cơ, hoặc là những cái tiêu chí nào mà các doanh nghiệp cần phải đi xuất khẩu ra các nước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, diện tích sản xuất tôm lúa của tỉnh khoảng 120.000 hectare, đạt trên 110% kế hoạch, sản lượng trên 70.000 tấn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất giá trị kinh tế, nông dân các vùng tôm trong tỉnh đẩy mạnh phát triển mô hình theo tổ hợp tác xã theo hướng an toàn sinh học, thành lập các tổ hợp tác xã gắn với liên kết doanh nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, lợi nhuận cho nông dân.